Một ca COVID-19 tái nhiễm khẩn cấp xét nghiệm cả một tầng chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy phán có thai vác bụng đến bệnh viện đẻ mới tá hỏa. Ngày 29 tháng 6, toàn thể cư dân sống tại tầng 12 lô D chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus corona vì có một người nghi tái nhiễm COVID-19 đang sinh sống tại đây. Tất cả các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc đều âm tính. Theo thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh nghi tái nhiễm là bệnh nhân 326 sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam vào ngày 24 tháng 5, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 25 tháng 5 năm 2020. Trong một thời gian điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 9 tháng 6. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh, sau đó về nhà tại tầng 12 lô D chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh 6 ngày nay và được xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra. Ngày 20 tháng 6, bệnh nhân có kết quả dương tính yếu với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, CDC thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát. Bộ Y tế đề nghị người dân không quá lo lắng và hoang mang vì trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính yếu với SARS-CoV-2 và không có khả năng lây lan.